Chào các bậc phụ huynh, cô chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Minh, giáo viên trường mầm non Thượng Mỗ. Rất vui được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Chúng mình có muốn biết hôm nay cô mang đến cho chúng mình bài học gì không nào? Và trước khi vào bài học, các con hãy lắng nghe cô mình đọc câu đố và trả lời cho cô nhé. Thân hình chữ nhật, chữ nghĩa đầy mình, ai mà muốn giỏi sẽ phải như tôi. Đố các bé biết đó là gì nào? Đúng rồi, đó chính là quyển sách đấy. Cô tin rằng các con đã được bố mẹ mua cho chúng mình những quyển sách, quyển truyện. Vậy làm thế nào để chúng mình mở được những trang sách được đúng cách? Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con kỹ năng lật mở trang sách đấy. Cô xin giới thiệu với chúng mình, đây là trang bìa quyển sách hay còn gọi là trang đầu tiên. Đây là trang cuối. Còn đây là cái quyển sách đã được bìa là chắc chắn. Và bây giờ chúng mình hãy chú ý nhìn lên cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, cô đặt sách trước mặt ngay ngắn trên mặt bàn. Tay trái, cô để vào góc dưới quyển sách. Cô dùng bốn ngón tay của bàn tay phải lồng xuống trang sách đầu tiên, trượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Cô lật mở trang sách nhẹ nhàng. Sau khi xem xong trang đầu tiên, để mở được những trang tiếp theo, cô cũng dùng bốn ngón tay của bàn tay phải lồng xuống trang sách, trượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Trang sách nhẹ nhàng. Và cứ như vậy, cô lật mở từng trang sách mà mình muốn xem. Mỗi trang sách mở ra mang đến cho chúng ta bao điều thú vị. Cô lật mở từng trang sách mà mình muốn xem cho đến hết. Sau khi xem xong, cô gấp quyển sách lại. Vừa rồi, cô hướng dẫn các con kỹ năng lật mở trang sách rồi đấy. Và bây giờ, xin mời các con chúng mình cùng xem một đoạn video để một bạn nhỏ thực hiện kỹ năng này. Nào, xin mời các con chúng mình cùng xem nhé. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các con kỹ năng lật mở trang sách. Các con ơi, sách là nguồn tri thức vô giá. Khi các con đọc sách, xem sách sẽ giúp các con phát triển ngôn ngữ, đồng thời cũng giúp các con hiểu biết về thế giới xung quanh. Chính vì vậy, các con hãy đọc sách và xem sách mỗi ngày nhé. Khi các con đọc sách, xem sách, các con hãy lật mở trang sách thật nhẹ nhàng để cho quyển sách luôn được mới, không bị nhàu và quăn lóc nhé. Giờ học của cô con mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào những buổi học của lần sau.